xin được gửi tới quý vị tiết mục múa của các em lớp 1A2 trường tiểu học Thanh Sơn, bài múa cô giáo em là Hoa Eban. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chúng ta vẫn đón nhận được bức thông điệp chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Xin một lần nữa một tràng tay thật lớn của quý vị dành cho các bé của lớp 1A2 trường tiểu học Thanh Sơn. Xin được cảm ơn cô giáo chủ nhiệm và các em với tiết mục vừa rồi.